Chào tụi con, chúng ta lại gặp nhau tiếp tục qua cái phần 4 này. Thì mời tụi con coi đề bài. Một xe lửa đi từ Hà Nội đến Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sau đó 1 giờ, một xe lửa khác đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn. Vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km một giờ. Hai xe gặp nhau tại một ga chính giữa quãng đường, tìm vận tốc mỗi xe. Biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Bình Sơn dài 900 km, thì tương tự giống như bài toán giải bài toán đố bằng cách lập hệ phương trình, thì bài toán đố giải phương trình này bằng cách giải phương trình này cũng có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta lập phương trình, thì trong đây có 3 ý, đó là chúng ta đặt ẩn, đơn vị và địa vị của ẩn. Dựa vào các mối liên hệ của ẩn, chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn và tiến hành lập phương trình. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ giải phương trình. Bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn giá trị của ẩn thỏa mãn điều kiện và kết luận. Bây giờ mời các con xem bài giải. Thì hai xe gặp nhau ở chính giữa quãng đường mà quãng đường đã biết là 900 km, và chính giữa của nó là lấy 900 chia 2 là 450. Nếu bây giờ ta gọi, đề bài nó hỏi chúng ta là tìm vận tốc mỗi xe, thì chúng ta sẽ gọi cái gì mà đề bài hỏi là x. Gọi vận tốc xe lửa 1 đi từ Hà Nội đến Bình Sơn là x, đơn vị là km trên giờ, điều kiện x lớn 0, thì con phải nhớ cái đơn vị này ha và điều kiện. Rồi còn vận tốc của xe lửa thứ hai đi từ Bình Sơn ra Hà Nội thì đề bài nó cho lớn hơn 5, và lớn hơn cái xe lửa 1 5 km đó, thì chúng ta sẽ có là x cộng 5 km trên giờ. Ta đã biết là quãng đường của hai xe là đều là 450, và ta đã đặt ẩn biểu diễn các vận tốc qua ẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy quãng đường đem chia cho vận tốc thì chúng ta ra thời gian. Từ đó chúng ta ra thực thời gian xe lửa thứ nhất đi đến chỗ gặp nhau là lấy quãng đường 450 đem chia cho vận tốc. Tương tự như vậy cho thời gian của xe lửa thứ hai là 450 chia cho vận tốc là x cộng 5. Mà ta đọc kỹ đề bài thì một xe lửa thứ nhất đi từ Hà Nội đến Bình Sơn, sau đó 1 giờ, sau đó 1 giờ thì xe lửa thứ hai đi từ Bình Sơn ra Hà Nội. Thì như vậy là ta thấy thời gian của xe lửa thứ hai đi ít hơn thời gian của xe lửa thứ nhất. Dựa vào đó chúng ta có phương trình. Thời gian xe lửa thứ nhất là 450 chia cho x. Thời gian xe lửa thứ hai là 450 chia cho x cộng 5. Ít hơn 1 giờ thì ta lấy thời gian xe lửa thứ hai cộng cho 1 giờ sẽ bằng thời gian xe lửa thứ nhất. Quy đồng và cử mẫu, cái này là chúng ta đã học giải phương trình chứa ẩn có mẫu ở chương trình lớp 8, thì chúng ta có thể là giải cách thoải mái ha, là chúng ta quy đồng mẫu và cử mẫu thì chúng ta ra được cái này. Mẫu thức chung của nó là x nhân x cộng 5 đó, chúng ta quy đồng mẫu thì ra và cử mẫu thì ra phương trình này. Ta khai triển và rút gọn thì chúng ta trở về cái dạng phương trình bậc 2 mà chúng ta đã học, đó là trừ x bình phương trừ 5x cộng 2250 bằng 0. Thì chúng ta sẽ nhờ máy tính bấm máy để chúng ta đón nhận nghiệm của nó. Còn con nào xiên thì có thể giải ngoài giấy nháp, không vậy cũng được. Như vậy là giải phương trình thì ta được là x1 bằng 45 và x2 bằng trừ 50. Ở đây thầy nhắc lại là chúng ta sử dụng máy tính không vậy để mà giải cũng được, nhưng mà chúng ta phải ghi là giải phương trình ta có, chứ nhiều em sử dụng dấu suy ra thì gặp giám khảo người ta có thể là đồng ý hoặc không đồng ý, và như vậy ảnh hưởng đến thang điểm của các em. Rồi sau khi chúng ta giải ra được x1 bằng 45 so với điều kiện x lớn hơn 0 ta nhận có x trừ 50 thì không có thỏa mãn điều kiện, người ta loại. Từ đó ta kết luận rằng vận tốc của xe lửa thứ nhất là 45 km trên giờ, còn vận tốc xe lửa thứ hai là lấy vận tốc xe lửa thứ nhất cộng cho 5 thì ra 50 km trên giờ. Như vậy chúng ta đã xong được bài bài này trong dạng 4. Mời các em đi qua dạng 5. Thì dạng 5 đó là về chu vi đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn. Mời tụi con xem vào cái công thức, các công thức mà mình đã học. Rồi, đây là các công thức. Thì như vậy, chúng ta kiểm
sẽ kiểm xem chúng ta đã nhớ được cái công thức này như thế nào thì mời được con qua hai cái phần bài toán này. Bài toán thứ nhất thì các bài toán này thầy cũng lấy trong sách giáo khoa mà thôi. Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh sau có đường kính là 1,672 m và bánh trước có đường kính là 0,88 cm. Hỏi bánh sau khi lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được mấy vòng? Thì như vậy là chúng ta thấy là hai bài toán này không có cùng đơn vị. Việc đầu tiên là chúng ta phải đổi về cùng đơn vị. Rồi, và chúng ta lưu ý là muốn biết được bánh sau lăn 10 vòng thì chúng ta phải qua lăn được mấy vòng, thì chúng ta phải biết được là cái quãng đường của bánh sau lăn được là bao nhiêu. Mà muốn biết như vậy thì ta thấy rằng trong cùng chiếc xe, bánh trước mà nó lăn mấy vòng đó thì từ cái số vòng này ra ta tính nó ra là cái quãng đường của bánh sau lăn được, thì lúc đó quãng đường của bánh trước cũng phải lăn là nhiêu đó. Như vậy muốn đi tìm quãng đường của bánh sau lăn được là chúng ta sẽ lấy cái đường kính, ta đi tìm cái chu vi của bánh sau, và cứ một vòng là ta đã đi được một chu vi của bánh sau. Như vậy đi 10 vòng thì ta nhân lên gấp 10 lần. Mời tụi con xem bài giải. Quãng đường bánh lớn đã đi, thì đầu tiên là chúng ta đổi 1,672 m này ra là 167,2 cm. Thì như vậy ta lấy cái đường kính của nó, ta nhân cho pi, thì ta sử dụng công thức chu vi đó dp, rồi nhân cho 10 là có nghĩa là ta nhân cho 10 vòng thì ra được cái quãng đường mà bánh sau đã đi là 1672 pi cm. Rồi bây giờ muốn biết coi quãng đường bánh trước đã lăn bao nhiêu vòng thì chúng ta lại lấy cái quãng đường đi này ta đem cho chu vi của bánh sau. Không vậy mà chu vi bánh sau có đường kính là 88 cm nhân cho pi là bằng 88 pi. Như vậy chúng ta có thể lấy 1672 pi đem chia cho 88 pi thì ra 19 vòng. Rồi mời tụi con bước qua bài số 2. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB bằng 40 m và AD bằng 30 m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A và B, có hai cách buộc, mỗi dây thừng đều là 20 m. Trường hợp thứ hai là một dây thừng dài 30 và một dây thừng dài 10 m. Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được là nhiều hơn. Để mà bài này dễ làm hơn thì thầy vẽ hình. Không vậy? Các con có phải vẽ hình cô đọng lại. Thì đây là trường hợp thứ nhất là mỗi cái dây thần đây, mỗi cái dây thần AC này là bằng 20, dây thần từ tâm B đến đây là 20. Rồi ở trường hợp thứ hai là một dây 30, từ tâm B đến đầu C là 30, nhìn qua bên đây bằng 30 em. Rồi còn dây thần thứ hai là 10, là từ đây đến đây 10. Thì chúng ta vẽ ra thì chúng ta thấy rằng cái diện tích cỏ của hai con dê ăn được trong trường hợp thứ nhất đó là 2/1/4 của cái hình tròn mà có bán kính là AC tâm A. Rồi bên đây là bán kính là cũng là 20 m tâm là B. Còn trong trường hợp thứ hai thì đó là cái phần diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được nhiều nhất đó là 2/1/4 đường hình tròn bán kính tâm A. Xin lỗi, tâm A có bán kính là 10 m, còn đây là tâm B có bán kính BC bằng 30 m. Thì nhìn vào trực giác thì chúng ta thấy rằng cái hình cái trường hợp thứ hai diện tích ăn cỏ nó nhiều hơn. Như vậy, nhưng mà chúng ta không có thể nào nói như vậy, chúng ta phải tính toán nó ra. Mời tụi con xem bài giải. Đầu tiên, với cái cách buộc mỗi dây thần 20 m thì số cỏ hai con dê có thể ăn được nhiều nhất là như vậy là ta tính hai phần này là diện tích hình quạt. Diện tích hình quạt thì bằng pi nhân cho r bình phương nhân cho số đo của cung tròn này. Mà chúng ta biết rằng là con dê nó ăn thì như vậy ăn cái cung tròn này, nó đi từ đầu dây này đến đầu dây này, thì như vậy cái góc này chính là bằng 90 độ, vậy cái cung tròn này là có số đo là 90. Như vậy là P
pi nhân r bình phương là diện tích của hình tròn rồi nhân cho 90 độ là diện tích của cung tròn, nhưng mà ta nhớ là phải chia cho 360 độ. Rồi nhân cho 2 có nghĩa là do hai con dê này ăn, thì ta rút gọn ta được là 200 pi. Với cái cách buộc một dây dài 30 m và dây kia 10 m thì diện tích cỏ hai con dê ăn là bao nhiêu, thì ta tính diện tích của hai cái hình quạt này. Hình quạt thứ nhất là pi r1 bình phương nhân cho 90 độ chia cho 360 độ. Và diện tích hình quạt thứ hai là pi nhân cho r2 bình phương nhân 90 độ chia 360 độ. Thì r1 có bán kính là 10 thế vô, r2 có bán kính là 30 thế vô, thì chúng ta tính toán được là tính toán và rút gọn được thì nó bằng 250 pi mét vuông. Rồi ta so sánh giữa 250 pi mét vuông với là 200 pi mét vuông thì rõ ràng 250 pi mét vuông lớn hơn. Vậy với cái cách buộc một dây 30 mét và một dây 10 mét thì diện tích cỏ hai con dê có thể ăn là lớn hơn. Ở đây có thể nha, đề bài nó hỏi có thể. Vì sao vậy? Vì nếu mà ta buộc hai con dê này bị bệnh thì nó đâu ăn đâu. À như vậy là chúng ta phải dùng cái từ là có thể, hoặc nó lo mãi chơi nó cũng không ăn nữa, cho nên nhấn mạnh là có thể nha. Rồi mời tụi con bước qua phần kế tiếp, phần 6, hình ống không gian hình trụ. Mời tụi con xem lại công thức. Diện tích xung quanh là bằng chu vi đáy nhân cho chiều cao, hay là thế thẳng vào chu vi đáy là bằng 2 πr nhân cho h. Còn diện tích toàn phần là bằng diện tích xung quanh cộng cho hai lần diện tích đáy, đúng không nhỉ? Rồi. Còn thể tích thì bằng là diện tích đáy nhân cho chiều cao. Đó là các công thức mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta bước vào bài toán. Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ và một lọ thủy tinh có dạng nước hình trụ. Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm². Nước trong lọ dâng lên là 8,5. Hỏi thể tích tượng đá là bao nhiêu? Tượng đá trong đây hình ảnh đó là con rùa. Và khi bỏ con rùa này vào thì lượng nước dâng lên là 8,5 mm. À như vậy muốn tính thể tích của con rùa này thì chính là cái phần thể tích của hình trụ. Nói vậy có đáy là bằng 12,8 cm² này, và cái chiều cao chính là cái thể tích nước dâng lên là 8,5 mm. À, mời tụi con xem bài giải. Đầu tiên chúng ta phải đổi về cùng đơn vị là 8,5 mm là bằng 0,85 cm. Sau đó ta lấy 0,85 cm này ta nhân cho diện tích đáy thì ra cái phần thể tích của cái phần nước dâng lên thêm, đó chính là thể tích của tượng đá nhỏ. Mời tụi con xem bài thứ hai. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng hình trụ. Độ dài đường ống là 30 m, dung tích đường ống là 1.800.000 lít. Tính diện tích mặt đáy của đường ống là cái phần này đây. Thì như vậy chúng ta phải đổi 1.800.000 lít này ra mét khối, vì đề bài nó cho độ dài là mét khối. Em xin lỗi là mét thì ta gọi là mét khối. Thì ta biết rằng là 1 lít là bằng 1 dm³. Vậy 1.800.000 lít là bằng 1.800.000 dm³. Thì chúng ta đổi nó ra mét khối là bằng 1.800 m³. Rồi như vậy lúc này chúng ta có thể tích hình trụ này là 1.800 m³, mà diện tích mặt đáy này, xin lỗi, cái chiều cao này là 30. Vậy chúng ta có thể tính diện tích mặt đáy là chúng ta lấy thể tích đem chia cho chiều cao thì ra là 60 m². Rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần diện tích hình trụ. Mời tụi con xem phần kế bên. Đó. Mời tụi con xem đề bài. Thì cái bài toán này cũng rất ư là quen thuộc đối với tụi con trong kỳ thi giữa kỳ 2 vừa qua, và bảo đảm rằng thầy cô ở mỗi lớp đều có dạy cho tụi con những bài giảng như thế này. Ngày hôm nay thầy ôm lại để mà cho tụi con nắm chắc lại
để bước vào kỳ thi chúng ta tự tin về cái dạng bài toán hình học này. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình. Cho tam giác nhọn, tam giác nhọn là tam giác có ba góc nhọn AB nhỏ hơn AC, tôi còn chú ý vẽ nhỏ hơn. Nối tiếp đường tròn O. Rồi. Có ba đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H, rồi chúng ta vẽ ra. Chứng minh tứ giác BCEF nối tiếp, xác định tâm Y của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này. Và cái này thì dễ rồi, chúng ta có rất nhiều cách làm. Mời chúng ta mời các con xem. Thì tứ giác này nó sẽ có đầu tiên là xét cái tứ giác BDHF. Thì tứ giác này có góc BDH bằng góc BFH bằng 90 độ, do AD và CF là hai đường cao. Từ đó ta suy ra được bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn. Chúng ta vận dụng cùng chứa góc. Thì bốn điểm này thuộc đường tròn, vậy suy ra tứ giác BDHF này thuộc nội tiếp đường tròn đường kính BH. Qua đến cái tứ giác thứ hai BCEF thì chúng ta thấy góc BFC bằng BEC bằng 90 độ, do CF và BE là hai đường cao mà đề bài đã cho. Không vậy? Và cái cách chứng minh này nó giống như cái cách chứng minh của tứ giác BDHF. Không vậy? Nó cùng đều là 90 độ. Vậy ta có thể ghi chứng minh tương tự cho bài toán chúng ta được ngắn gọn hơn, và có thể ta chứng minh nhiều tứ giác khác. Ở trong đây chúng ta biết rằng có 6 tứ giác, cho nên nếu như chúng ta ghi ra 6 cái tứ giác này, nếu mà gặp bài nào đó kêu liệt kê 6 tứ giác mà chúng ta không sử dụng chứng minh tương tự thì nó có thể dài dòng. Không vậy? Ở đây thầy có thể thầy hướng dẫn tụi con chứng minh tương tự, nhưng nhớ kỹ là cái phép chứng minh nó phải giống như là cái phép chứng minh ban đầu mà chúng ta đã đưa ra. Rồi, sau khi chứng minh tương tự, ta suy ra tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC. Bây giờ xác định tâm của nó có đường kính BC rồi, tâm Y này phải là trục điểm của BC. Vậy chúng ta đã xong được câu A, mời các con đi qua câu B. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tia DA là tia phân giác của góc EDF. Rồi suy ra tứ giác IDFE nội tiếp được đường tròn. Và bây giờ chúng ta coi. Thì bây giờ chúng ta quan sát cái tứ giác AEDB. Có góc ADB bằng góc AEB bằng 90 độ, do AD và BE là hai đường cao. Và đỉnh D và E này cùng nhìn cạnh AB, vậy tứ giác này nội tiếp. Như vậy còn nếu như con nào mà thấy được cái tứ giác AEDB này, cũng có thể sử dụng cái cách chứng minh góc AEB bằng góc ADB bằng 90 độ, vậy bốn điểm này thuộc đường tròn đường kính AB, suy ra tứ giác này nội tiếp, thì chúng ta có thể gài vào trong câu A chúng ta chứng minh tương tự. Thì chúng ta qua cái phần B này sẽ ngắn gọn đi một tí xíu. Rồi, đi tiếp tục. Sau khi chúng ta chứng minh tứ giác này nội tiếp rồi thì chúng ta thấy được cái góc D2 này nè, nó chắn cái cung AE. Do chúng ta thầy không có vẽ cái đường tròn này ngoại tiếp của tứ giác AEDB ra, nếu vẽ ra thì hình nó sẽ rối. Góc D2 nó chắn cung AE, góc B1 nó chắn cung AE, vậy hai góc này bằng nhau. B1 bằng D2, hai góc nội tiếp cùng chắn cung AE. Chứng minh tương tự. Lúc này chúng ta thấy BDHF này lại nội tiếp mà chúng ta đã chứng minh ở trong câu A rồi. Vậy góc B1 bằng góc D1 cùng bằng, do cùng chắn cùng FH, thì chúng ta không cần phải lý giải dài dòng, chúng ta nói B1 bằng F1, chứng minh tương tự. Từ đó ta thấy được rằng là D1 và D2 cùng bằng B1, vậy suy ra góc D1 bằng D2, hay DA là tia phân giác của góc EDF. Bây giờ chúng ta bước qua phần ý thứ hai là chứng minh tứ giác IDFE nội tiếp, IDFE nội tiếp. Thì sau khi ta suy ra được DA là tia phân giác của góc EDF, vậy ta suy ra được góc EDF này sẽ bằng
À, hai lần gốc B1. Do nó bằng hai lần gốc D1 mà D1 lại bằng B1, vậy suy ra được là cái gốc EDF này bằng hai lần gốc A1 cũng bằng hai lần gốc B1. À, đây ha. DA là phân giác, vậy chúng ta có thể chứng minh được gốc EDF bằng hai lần gốc B1. Rồi. Bây giờ ta xét cái tứ giác BCEF này nội tiếp đường tròn tâm Y. Thì cái góc EIF này chính là góc ở tâm chắn cái cung EF. Còn cái góc B1 này là góc nội tiếp chắn cái cung EF. Vậy từ đó suy ra góc EIF bằng hai lần góc B1. Liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung FE. Từ đây thì chúng ta thấy được rằng là góc EDF và góc EIF này cùng bằng hai lần góc B1, vậy hai góc này bằng nhau. Mà ở đây ta thấy D và Y cùng nhìn EF, vậy tứ giác IDFE nội tiếp được. Như vậy chúng ta đã hoàn tất xong câu B. Mời tụi con bước qua câu C. Bây giờ câu C đó là chúng ta chứng minh PD nhân PI bằng PB nhân PC. Bây giờ thầy đưa hai cái hình này lên à, để chi vậy? Để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chứng minh được cái tứ giác BCEF này nội tiếp rồi, kéo dài EF và BC này ra cắt nhau tại P, thì có một cái bài toán rất ư là quen thuộc. Không, vậy là ta luôn chứng minh được PF nhân cho PE là bằng PB nhân cho BC thông qua cái việc chứng minh hai tam giác PBF đồng dạng với BEC theo trường hợp góc góc. Rồi, từ đó ta suy ra được tỷ số đồng dạng và từ đó ta suy ra được đẳng thức tích là BF nhân BE bằng BB nhân BC. Mời tụi con xem bài giải. Rồi. Xét tam giác BBF và BEC có góc B chung. PBF bằng PEC. À, ở đây thầy quên giải thích PBF bằng PBC. P nè, BF bằng PEC do góc ngoài bằng góc đối chồng. À, ở đây thầy thiếu giải thích ha. Thì từ đây suy ra hai tam giác này đồng dạng góc góc, từ đó suy ra được PB trên PE bằng BF trên BC. Tích chéo, ta suy ra PB nhân BC bằng BF nhân BE. Qua đến đây thì chúng ta lại thấy hồi nãy chúng ta đã chứng minh được cái tứ giác IDFE nội tiếp này, kéo dài hai cạnh này ra, ID kéo dài ra và EF này kéo dài ra cắt nhau tại P, thì chúng ta cũng chứng minh được BD nhân cho PE bằng BF nhân cho BE. Và cái cách chứng minh như vậy đó nó giống hoàn toàn cái việc mà chúng ta mới vừa chứng minh PB nhân PC bằng BBF nhân BE. Thì để rút ngắn bài giải, chúng ta có quyền sử dụng chứng minh tương tự, ta nói BD nhân PI bằng BE nhân BF. Vậy từ hai điều này ta thấy rằng PB nhân BC bằng BD nhân cho PI do cùng bằng PE nhân BF. Đó là chúng ta đã làm xong bài này. Rồi. Cảm ơn tụi con đã theo dõi. Chúc tụi con đạt nhiều điểm tốt. Rồi, hẹn gặp lại tụi con. Hân chào.